Ok, và chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của Plan Zombie. Và nghe đồn là khó lắm, thì chúng ta sẽ thử xem như thế nào nhé. Mini game Bosslet Bonanza. Ok, nhìn bên ngoài đã thấy nguy hiểm rồi, xem nào. Đúng rồi. Nghe đồn là trận này có 4 hàng băng. Trước khi vào game, thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái chiến thuật nào đó hợp lý. Băng à, băng thì sẽ có ớt. Ok. Đây. Phải có một em flan nào đó trồng ở dưới nước nữa. Cho nên là mình đã, đúng rồi. Là cho các bạn biết thì mình đã mua thêm một slot nữa, chúng ta sẽ có 9 slot, 9 thẻ bài nhá. Ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ tính kế để làm sao mà trồng được dưới nước. Dưới nước chúng ta sẽ trồng ước gì có 10 slot nhỉ. Thật sự đấy, mình chỉ ước gì có 10 slot thôi. Sao nhỉ, ok được chưa. Ok, let's rock. Trận này sẽ khá căng thẳng đây. Ok, đó, ui, 4 hàng băng này. Vãi đạn. Kệ đi, chúng ta cứ trồng hoàng dương đã. Không sao cả, chúng ta chỉ cần tập trung thôi, chúng ta sẽ thắng được thôi, không gì là khó khăn lắm đâu. Và nếu các bạn thấy hay thì các bạn đừng quên là bấm vào nút chia sẻ và ấn vào nút like, cũng như là đăng ký kênh, cũng như là bật cái chuông bên cạnh nữa để không bỏ lỡ bất cứ video nào mới trong tương lai của mình nhé. Ok. Bây giờ thì mình cứ phải trồng cây đã. Săn đâu? Trận này chắc phải cần nhiều săn lắm. Đây là chiến thuật của mình. Còn nếu như mà thua thì mình sẽ tiếp tục sử dụng chiến thuật khác. Oh my god. Cái này thì ai chơi? Ôi, thế này thì ai chơi? Thế này thì ai chơi? Ai chơi được? Khó thế. Ô, đừng bảo chưa chi mình đã mất một hàng cây đầu tiên nhá. Ô, nàn ý. Ô, cái trận này khó vậy. Uầy. Thôi không sao các bạn ạ. Mất một cái xe đầu tiên, nó phải là cái xe cảnh cáo. Sẽ cảnh cáo chúng ta biết là cái trận này khó lắm. Ok. Tiếp tục. Mình vẫn phải trồng sunflower. Mình cần rất là nhiều sunflower thì mới có thể thắng được cái trận này. Ok. Hàng dưới này không biết tí nữa nó còn nó vào không, bởi vì có cái đường băng này bọn nó đi nhanh thật đấy. Để có cái đường băng này bọn đi nhanh quá rồi. Đi nhanh thì ai chơi? Bọn nó đi nhanh vãi chưởng. Ok. Mày vào mày nổ chết cha mày nhá. Ok, trồng cây. Trồng thử ngôi sao xem nào. Tiếp tục là bèo. Bèo. Úi dồi ôi, thôi xong rồi. Bọn này vào thì ai chơi? Cày thật. Ngôi sao tiếp này. Ui, cái bọn này cày nhá. Đốt bô đi cho nhanh. Ok. Để cho trồng hoa được nhiều. Trồng luôn gai ngoài này các bạn nhá, không tí nữa. Ui, 4 đất tấn công này, ui dồi, bây giờ để ý 4 đất tấn công, what the hell. 4 đất tấn công ai chơi? Ok, tiếp tục trồng. Mày vào mình nổ chết cha mày. Xe bố lao chúng tôi. Tiếp tục gai đi, không được. Trồng hoa hướng dương tiếp, ôi. Thế luôn không, cái sunflower này mà không thu thập nhanh là nó bay mất. Trời ơi, đau thật. Bây giờ nó bay nhanh hơn Plan Zombie 2 nhiều. Plan Zombie 2 nó còn có cảnh cáo, bây giờ cái Plan Zombie 1 nó không cảnh cáo đâu. Mất là mất luôn. Gai này. Đây, ok. Mày vào mình nổ chết cha mày nhá. Du thuyền. Tưởng có du thuyền mà ngon. Gai tiếp này. Bèo. Hoa hồng dương.
Đốt luôn này. Đốt được cái nào đốt luôn. Không để cho bọn nó đẻ trứng được. Đây đây. Trồng cây luôn các bạn ơi, trồng cây luôn, trồng cây luôn, trồng cây luôn. Thua chết, thua chết. Ai à, bọn này đi qua gai dãy chết hết rồi. Ok. Ok, gai rất tuyệt vời gai ơi. Gai quá tuyệt vời gai ơi. Gai ơi là gai ơi. Nào trồng thêm cây nào. Bọn này vào chết với gai luôn. Bọn này vào mà chết với gai tao nhá. Cái bọn này nó yếu các bạn ạ. Nó đi qua gai là chết à. Không có gì phải lo. Không có gì phải lo. Nổ này. Ôi ôi. Ôi thất thủ thất thủ thất thủ. Ôi. Thất thủ mình rồi. Chết rồi. Bố thiệt sự. Trồng thêm gai rồi, trồng thêm gai rồi. Nổ luôn ngoài này. Cho nổ luôn ngoài. Nổ luôn, ok, tuyệt vời. Gai ơi là gai ơi. Sao sao sao, trồng thêm sao, trồng thêm sao. Ui chà ơi. Trồng thêm gai này. Ok. Ôi cái hàng này. Cho nổ, cho nổ. Trận này nhiều sao quá ta. Wow. Đây, gai. Gai rất là tuyệt vời. Tuyệt vời gai ơi. Chết cha rồi. Chết cha rồi, cái xe này tính sao đây. Ớt đâu. Ớt. Chết cha vì nó lào chúng tôi này. Hàng trên không lo lắm. Ok, chúng sẽ lo hàng dưới. Cả dưới nước nữa. Khá là yên tâm, mình khá là yên tâm. Sắp đến tận tấn công thứ hai rồi các bạn ạ. Cái gì mà trận này nó dài vãi trưởng, muốn là tấn công lận. Đây cho quả bí đao đây, ok. Cho nổ luôn này, nhìn nước cả mắt. Sao? Này thì xe với chúng tôi này. Bạn thấy mình có nhiều săn không? Ừ, thì cái trận này cũng đơn giản nếu như các bạn tập trung chủ yếu là các bạn trồng cái em ngôi sao này. Nha. Em ngôi sao 5 cánh. Cứ tưởng khó nhưng mà nếu như mà các bạn biết chọn plan thì nó sẽ không khó đâu nhá. Ok, yên tâm đi. Uầy. Bây giờ wow. Bây giờ mình muốn đốt luôn của cái hàng băng này được không? Đốt luôn nhé. Đây. Đó, ngon chưa? Gai tiếp này. Trồng full gai luôn. Đấy. Đấy, nghe không? Bọn này vào chết được cậu. Vào chết được cậu, là tấn công thứ hai rồi. Hai đợt tấn công nữa cơ. À để tránh cho việc bọn nó đẻ trứng thì chúng ta sẽ tí nữa chúng ta sẽ bọn nó đông quá chúng ta cho quả nết là xong. Cho quả cherry boom boom. Cho quả cherry boom boom là xong. Bây giờ mình trồng cây cho đẹp. Trồng cây cho có. Ngôi sao 5 cánh thì mỗi cánh nó sẽ tỏa ra một cái nguồn năng lượng để tiêu diệt bọn này. Nổ luôn này. Láo chúng tôi này. Ok. Này thì rồi. Tiếp tục gai này. Đấy, xe hỏng liên tục nhá. Lào chúng tôi. Ớt luôn này. Xôi rồi. Trận này nó dễ vãi trưởng. Giận dễ vãi trưởng, dễ vãi trưởng. Nào vào đấy. Rồi mình mất một cây ngô các bạn ạ. Xác định mất một cây ngô rồi. À, cho thêm ngô. Ôi gai mình trồng tận trong này cơ. Vãi trưởng. Đây, gai. Thêm quả bí đao. Thêm ngôi sao. Quá đỉnh cao. Đấy, đẳng cấp là ở đây chứ đâu. Đẳng cấp là ở đây chứ đâu. Đẳng cấp là ở đây. Ôi cái hàng trên của mình, cái hàng trên của mình bố láo thật. Bố láo chúng tôi này. Tự nhiên bây giờ tí nữa có ớt đốt luôn. Không thể để bọn nó đẻ trứng được. Nha. Rồi nó vào rồi kìa. Nó vào rồi kìa. Nó vào rồi kia. Rồi mất ngôi sao rồi. Thôi không sao. Còn nhiều săn quá các bạn ạ. Nhiều săn quá đâm ra lại không nhặt. À mất ngôi sao rồi. Đập lên em. Luôn. Ở đâu. Ê đốt nhầm thì đau chứ. Các bạn nhìn kìa mình đốt nhầm. Xin lỗi các bạn mình đốt nhầm.
Đốt nhầm nó mới đau. Đang từ thế chủ động chuyển sang bị động. Ủa thật. Thật sự đấy. Ok, không sao. Mình đã lấy lại được bình tĩnh và tiếp tục. Thêm săn đi, thêm săn đi. Thêm săn. Này, đấy, các bạn thấy chưa? Thấy chiến thuật kinh chưa? Thế này ai chơi? Thế này ai chơi? Thế này thì ai chơi? Hả? À? Rồi sắp đến đợt tấn công cuối cùng rồi. Ôi giời ơi. Gai nè. Gai. Sao? Ok. Yên tâm. Yên tâm là đã có sao đây rồi. Ôi giời ơi, ớt. Bí. Ôi, bí không đập kịp rồi. Sao? Chẳng bí đấy được. Đợt tấn công cuối cùng rồi. Ôi giời ơi. Mất cây rồi, úi rồi ôi, này thì xe với chúng tôi. Xe với chúng tôi. Vào đây anh cân hết. Ôi ôi, hàng dưới này. Này thì xe này, láo chúng tôi này. Mô đâu, úi rồi ôi. Gai, tiếp tục gai đi. Thiếu gai quá, thiếu gai quá. Gai ơi là gai. Ôi tí nữa cho nổ cherry cho bọn này biết bùm bùm là như thế nào nhá. Úi rồi ôi. Úi rồi ôi. Cái hàng trên này. Ok, lại mất một ngôi sao rồi. Đùa buồn cười thật. Đấy, này đùa chúng tôi này. Tiếp tục là... Ok, mình sẽ trồng thêm bèo và trồng thêm sào đây. Ok, ngô. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm gai đây. Gai đây, ok. Ok, xong rồi. Trận này thắng dễ quá. Nổ. Ôi dồi ôi, hàng trên này. Cái hàng trên này mình muốn đốt lắm. Ok, mình sẽ cho đốt luôn. Đốt ngay và luôn với ớt. Đó, xong rồi. Và nếu thế hay các bạn đừng quên để lại cho mình một like nhé. Các bạn nhớ nha, cái trận này rất là dễ. Các bạn chỉ cần trồng thật nhiều sao là được. Ok, và nếu thế hay các bạn đừng quên để lại cho mình một like. Và nhớ 100 like chúng ta sẽ tiếp tục tập sau. Và đừng quên subscribe, đăng ký để đón xem bất cứ video nào mới trong tương lai của mình nhé. Những video trong tương lai nó sẽ hay hơn. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.